những quả cầu đã được tung lên. Không khí của lễ hội Xuân Quý Mão tại Lâm Bình rực rỡ. Vâng, những quả cầu đã được tung lên rồi. Xin chân thành kính mời toàn thể bà con và du khách hãy cùng nhau tung còn. Quả con đã được tung lên rồi. Cùng còn sẽ mang đến vận may cả năm cho huyện nhà. Xin mời du khách thập phương, xin mời nam thanh nữ tú, chúng ta hãy cùng nhau tung còn. Vâng, hồng tâm thì rất là cao, nhưng mà những quả còn thì chưa tới nơi được. Đó, đã có những quả còn lên rồi, nhưng để chúng đích được thì không dễ đâu, không dễ tí nào. Đó, một năm mới sẽ hứa hẹn nhiều niềm vui, những quả còn nhiều màu sắc đang được các nam thanh nữ tú cùng toàn thể du khách xa gần tung lên trên bầu trời của mùa xuân quê hương. Đây là những thiếu nữ phà thẻ. Chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn xin chào, sự quan nữ. Tâm của quý vị đại biểu khách quý. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể du khách thập phương, sau khi lễ hội tung còn kết thúc sẽ diễn ra các hoạt động tại không gian văn hóa các dân tộc, các trò chơi dân gian, thể thao, địa điểm cụ thể như sau: lễ hội Lồng Tông, ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình Xuân Quý Mão là một trong những hoạt động được tổ chức nhằm gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, là cầu nối giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa nghệ nhân, diễn viên, mang đến cho nhân dân và du khách gần xa những trải nghiệm thú vị, những món ăn tinh thần lành mạnh, nhiều ý nghĩa, đồng thời giới thiệu quảng bá về mảnh đất con người, văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình. Đó thực sự là tiềm năng thế mạnh để du lịch huyện Lâm Bình ngày càng phát triển. Để chuẩn bị cho lễ hội, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch cụ thể. Rất nhiều những quả còn được ném lên, nhưng mà chưa có quả còn nào trúng đích. Trong các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân xã, huyện trấn, đặc biệt huyện đã vận động và nhận được sự đóng góp của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân tham gia tổ chức lễ hội. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân dân, các tổ chức cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ, đóng góp tạo nên sự thành công của lễ hội Lồng Tông huyện Lâm Bình Xuân Quý Mão năm 2023. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách gần xa, ngay sau đây sẽ là diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đậm nét truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện. Tại các homestay dọc tuyến đường từ cầu tràn Nà Tông đến sân vận động, ban tổ chức rất nhiều các những hoạt quả động còn được như ném sau lên nhưng mà chưa trúng đích. Bây giờ mình ném bây giờ gần trúng rồi. Các làn điệu truyền thống tại địa điểm này, các nghệ nhân sẽ trình diễn, biểu diễn hát then, hát bọt, hát báo dung, múa kèn, múa sạp. Các dân hàng nông lâm nghiệp thủy sản tại đây sẽ trưng bày giới thiệu bán các sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản và đặc sản của địa phương. Về không gian văn hóa các dân tộc, ban tổ chức bố trí một số không gian văn hóa các dân tộc nơi trưng bày và bán các sản phẩm văn hóa truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn: Tày, Dao, Mông, Hủy, Pà Thẻ, tái hiện nghề dệt thổ cẩm, dệt vải của dân tộc Tày, Pà Thẻ, Mông, Thêu của dân tộc Dao. Tại sân vận động thôn Nà Tông, sân tổ chức lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động như sau: kéo co, đẩy gậy, nam và nữ, đánh bam, đánh yến, bịt mắt bắt vịt, chọi gà, chọi dê, đi cả heo. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và du khách gần xa cùng thưởng thức và tham gia các hoạt động tại lễ hội Lồng Tông, ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình Xuân Quý Mão 2023 ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Vào hồi 14 giờ chiều hôm nay, tổ chức giao hữu bóng đá nữ giữa xã Thượng Lâm và xã Quân Hà. Kính mời quý vị đại biểu và du khách đến xem và cổ vũ tinh thần cho cầu thủ của hai đội.
Lâm. Chùa Phúc Lâm là một di tích quốc gia đã được công nhận. Chùa Phúc Lâm nằm tại những hình ảnh thật là quen thuộc của xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Ngay lúc này chúng ta đang chứng kiến những quả còn nhiều màu sắc đang được các nam thanh nữ tú và du khách gần xa ném lên trên bầu trời, tạo nên những hình ảnh rất là đẹp. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, đó chính là khi nào quả còn ném trúng đích mang lại điều may mắn cho quê hương Lâm Bình. Vâng, còn ném lên thì rất nhiều nhưng chưa trúng đích. Xung quanh sân vận động Nà Tông thì là có rất nhiều các dịch vụ được mở ra bán các sản vật của địa phương, các cái đặc sản tại địa phương. Và phía xa kia thì rất nhiều quán thắng cố ngựa, thắng cố bò. Cố lên các chàng trai nam thanh nữ tú và du khách xa gần. Đây chính là những hình ảnh rất thiết thực của mùa xuân trên quê hương Lâm Bình cứ mỗi độ xuân về. Rất khó chúng. Không chỉ là sức khỏe mà cần cả sự khéo léo nữa. Chắc chắn rồi, đó chính là cơ hội để cho các chàng trai nơi miền sơn cước trổ tài. Việc ném thủng còn sẽ mang lại điều may mắn cho mùa xuân Quý Mão. Chúng tôi đang mong đợi cái khoảnh khắc đó. Vâng, quả còn đã được ném thủng rất cao. Rất nhanh, chỉ trong mấy phút đồng hồ. Đúng là ok, các chàng trai huyền sơn cước họ rồi, vô cùng tài giỏi. Không chỉ tài giỏi mà họ còn rất khéo léo nữa, tạm thời với sức mạnh kiên cường để bảo vệ vùng phên dầu